Hi, xin chào mọi người, mình là Hoàng Yên. Chào mọi người đến với kênh của mình. Trong video hôm nay thì mình quay cây hoa cát tường cho mọi người xem, cũng như là mình sẽ chia sẻ cái cách cơi đọt hoa cát tường cho mọi người nha. Thì hôm nay là ngày 10 tháng 10 mọi người. Đó, và hôm nay mình bắt đầu mình đi cơi một cho nó. Rồi thì cây hoa cát tường nè mọi người. Thì mình xuống giống được 2 tuần rồi. Mình xuống ngày 24 tháng 9, 23, 24 tháng 9 mọi người. Đó, thì hôm nay ngày 10 tháng 10 âm lịch, mình xuống cũng được hơn 2 tuần rồi. Rồi hôm gài thì cũng lu bu quá chứ không phải, mình cũng cơi đọt trước rồi mọi người. Và cũng hôm nay cũng có đọt để cơi. Thì trong cái video này mình cũng chia sẻ với mọi người về cái cách cơi đọt của nó như thế nào nha mọi người. Đầu tiên qua cho mọi người xem cái cây hoa cát tường của mình trước đi nha. Thì những cái cây này là mình mới cơi nè mọi người. Đó, mình mới cơi. Và một lát nữa mình sẽ chia sẻ với mọi người những cái cây mà mình chưa cơi nha. Rồi thôi để mình quay cái cây mà chưa có cơi trước đi nha mọi người. Chưa quay cái cây này thì nó cũng mọi người cũng không có thấy được cái cây chưa cơi. Đây. Cây này chưa cơi nè mọi người. Đó, cơi đọt có tức là mình ngắt cái đọt nha mọi người. Đó, có, hôm nay có nhiều cái bình luận hỏi mình cơi đọt là như thế nào. Cơi đọt là lần sau mọi người, nó cơi đọt là ngắt đọt nha mọi người. Ngắt cái đọt cho nó tức, tức cái thân nó tức rồi, và nó sẽ lú ra những cái chồi nách. Cái chồi nách đó là những cái mục để cho nó lên những cái cành, cành mới nha mọi người. Đó, ví dụ như cái cây này một giờ một cây đúng không? Đó, mình ngắt cái đọt đó là nó sẽ phật lên hai ba cái cạnh khác nữa, nó thành ra cái cây của mình nó bùm sùm hơn. Và nếu mình cứ cơi đọt nhiều lần thì cái cây của mình rất là bự. Nó là như vậy mọi người. Riêng cái cây hoa cát tường này thì mình cơi khoảng 2 đến 3 lần thôi mọi người. Đó, và cái lần cơi cuối của mình chắc rơi vào khoảng giữa tháng 11. Rồi. Thì đây mọi người thấy không? Hôm nay nó được và mình nói cho mọi người luôn là cái cặp lá này mình không tính nha mọi người. Đó, thì mình đếm lên. Đây mọi người thấy không? Hai cặp lá dưới chân này mình không tính. Nó là cặp lá mầm. Và mình đếm lên là 1 2 3 và 4 thì có cây nó lên được 4 cặp lá mọi người. 4 cặp lá, và hôm nay mình cơi á thì mình sẽ chừa lại hai cặp lá này. Hai cặp lá mầm không tính nha mọi người, mình chừa lại hai cặp lá này. Hai cặp lá chính nhà mình bỏ những cái ở trên. Đó, thì một lát mình sẽ cơi cho mọi người xem. Trước tiên mình sẽ quay trước đi nha mọi người. Quay cho mọi người xem cái cây và mình sẽ nói sơ sơ. Nó thì cái này là lá mầm mọi người, hai cặp lá mầm ở dưới nè. Nó sẽ lú là một khúc nè mọi người. Đó, một khúc nè. Rồi bắt đầu từ đây mình mới tính lên nè. 1 2 3 4 nè mọi người. Đó, mình bỏ cái chỗ này. Rồi để mình ngắt luôn cho mọi người xem. Và mọi người lưu ý nè. Người thấy cái chỗ này không? Thì mình ngắt xét đây nha mọi người, xét đây nè. Nó xét này. Rồi để cho một cho cái nó lú lên cái trong cái thân nè mọi người, lú lên một xíu nè. Để khi mà nó ra những cái mục á thì nó ra những cái mục á thì mình lỡ mình ngắt xét dưới đây đi thì nó ra những cái mục á thì nó sẽ mất luôn rồi. Nó rất là ổn nên mình sẽ ngắt ở trên nha mọi người. Thường thì nó sẽ ra ngay chỗ này nè, ngay chỗ mấy cái nách nè mọi người. Đó. Rồi thì mình cứ đếm lá mình coi mọi người. Đây nè. Một, ở dưới là hai cặp lá mầm nè, mình điểm lên nè, 1 2 nè. Rồi xong mình bắt đầu mình ngắt. Đó. Mọi người nhớ mình chờ chút đỉnh nha. 1 2 cặp lá mầm. Đó, mình điểm lên. Rồi khi mình ngắt quen rồi thì rất là nhanh mọi người. Đây mọi người thấy không? Đó thì mình ngắt đừng cho nó ra những cái cành khác nó nhiều hơn nha mọi người. Rồi tiếp theo mình sẽ ngắt tiếp khoảng hai ba chậu nha mọi người. Đó, mình làm mình thị phạm cho mọi người. Thì cái này lá này bị sâu luôn rồi, trời mưa sẽ thuốc nè, không được, sâu nó ăn mọi người. Đó, điểm dẫn điểm nè, 1 2 cặp lá mầm nè, điểm lên nè, 1 2. Rồi mình ngắt bỏ vô này. Đó, cứ việc mình ngắt vậy thôi mọi người.
1 2 1 2. Đó, bắt bỏ vô này. Rồi tiếp theo vào đây. Nói chung là rất là nhanh mọi người. Tại mình quay video mình chia sẻ cho mọi người vậy á. Chứ ở ngoài đó ngắt rất là mau mọi người, những cái cơ đầu nè. Những cơ đầu ngắt rất là mau. Còn những cơ sau thì nó phúng ra rất là nhiều thì mình cơ nó hơi cực mọi người. Đó thì thời điểm này thì phân thuốc đâu cũng chưa nha mọi người. Mình chỉ tưới dưỡng rễ với lại xịt ngừa chết cây con thôi. Trong cái video trước mình đã chia sẻ rồi, có gì mọi người cứ quay lại mình xem nha. Rất là đơn giản mọi người. Hoa cát tường là cái hoa nó na ná như mình cảm nhận như nó giống na ná như hoa hồng vậy mọi người. Đó nhưng mà rất là đẹp mọi người. Đó thì mình chỉ việc mình cơi tới không nha mọi người. 1 2 nè. Những cơi đầu mình cơi rất là khỏe. Những cơi sau thì nó ra nó nhiều cành. Mình cơi một cây chắc khoảng mấy lần á. Thì sắp tới một vài hôm là chuẩn bị mình cơi cái cúc Hà Lan qua đây nè mọi người, thì sắp tới mình chia sẻ với mọi người tiếp theo đó. Còn video hôm nay thì nói chung chủ yếu là mình chia sẻ về cái cơi đọt cho mọi người thôi, và mọi người chú ý cái bệnh chết cây con trên cái hoa cát tường này nha, rất là dễ xảy ra. Thì mình xịt ngừa cái Aleat đó mọi người, Aleat. Rồi sắp tới mình sẽ chia sẻ những cái loại thuốc khác cho mọi người để mọi người có thể tiện mình chăm sóc nó được tốt cho mọi người. Mọi người nếu mà có gì thắc mắc thì mình cứ có thể để bình luận nha, mình sẽ trả lời hoặc góp ý gì đó. Rồi nhớ đăng ký kênh like để theo dõi cũng như là ủng hộ mình. Sắp tới mình sẽ cố gắng ra những cái video hay hơn cho mọi người xem, chia sẻ những cái cây khác nó hay hơn nha mọi người. Thì về dài sắp tới thì rất là nhiều loại hoa mọi người, quạng thọ này kia rất là nhiều. Rồi chắc mình tạm dừng video tại đây mọi người, mình ngắt hết cho xong này luôn. Có gì thì mọi người cứ để lại bình luận nha, mình sẽ trả lời. Nhớ đăng ký kênh và like để theo dõi cũng như là ủng hộ mình. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình rất là nhiều luôn. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye mọi người.